Xin chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, mình là Tài, chủ của trang trại nhung nhiêu sao Tín Tài. Thì hôm nay trang trại mới cắt một cặp nhung rất là đẹp mọi người ạ. Cặp nhung này rất là đặc biệt luôn. Nó đến 1,4 kg. Đây, cặp nhung rất là tuyệt vời nhé. Đây, vừa mới cắt xong là gửi báo một khách, anh báo cho anh Dũng ở Sài Gòn. Đấy, thì gửi báo cặp này thì anh ok luôn và chuẩn bị gửi vào cho anh. Thì trước khi gửi thì mình sẽ làm một cái video sẽ nói về cái chủ đề giá của nhung hiêu, giá của nhung hiêu năm 2020. Đấy, hiện tại thì trang trại nó vẫn thu hoạch liên tục, thì sẽ cập nhật cái giá liên tục cho mọi người luôn. Và trong cái video này, ngoài cái giá của nhung hiêu ra thì mình sẽ làm, tức là sẽ phổ biến hơn cho mọi người biết được cái giá của nhung hiêu nai nữa. Cũng rất nhiều anh chị điện đến hỏi trang trại là giá của nhung hiêu nai. Nhung hiêu nai thì trang trại không nuôi, nhưng mà trang trại liên kết với trang trại là vẫn có, nên là về mặt giá cả thì trang trại cũng cập nhật luôn cho mọi người. Thì đầu tiên mọi người phải hiểu là nhung hiêu nai thì nó khác nhung hiêu ở chỗ nào. Nhung hiêu nai là bản thân nó là của con nai, còn nhung hiêu sao là của con hiêu sao. Và cái về chất lượng thì tất nhiên là hiêu sao nó sẽ tốt hơn. Hiêu sao nó tốt hơn về mặt dưỡng chất, thứ hai là về cái tính bổ dương ấy, thì con hiêu sao nó sẽ mạnh hơn con nai. Nhưng mà nhung hiêu nai cũng rất là tốt mọi người nhé. Thường những cái cặp nhung hiêu nai thì nó có thể là lên từ 3 cân, 7 cân, 8 cân cũng có. Nhưng mà hiêu sao, nhung hiêu sao ấy, những cái cặp này trang trại cắt được 1,4 cân như thế này là những cái cặp quả là cũng hiếm rồi, rất là to rồi thì nó mới có cái cặp như thế này. Những cái cặp này rất rất là hiếm rồi mọi người nhé. Thì thi thoảng mới có thôi, thi thoảng mới có, chứ không phải lúc nào cũng có. Đấy. Thì cái nhung hiêu nai thì nó sẽ về cơ bản là nó sẽ to hơn. Và thứ hai là khi mọi người nhìn cái thân của cặp nhung nhé, cặp nhung của hiêu nó sẽ có màu này, tức là màu trắng hồng ấy. Còn cặp nhung của hiêu nai thì nó sẽ có màu đen. Đấy, đen truyền luôn ấy. Thì người con hiêu nó là hiêu sao thì trên lưng của nó sẽ có những cái đốm sao, chắc là cũng rất nhiều anh chị cô chú bác thấy rồi. Và người của con hiêu nai thì nó chỉ có màu đen thôi, màu đen sáng, màu đen gì, nhưng mà đặc thù là nó màu đen. Đấy, thì giá của nhung hiêu sao mà hiện tại trang trại đang bán chuẩn bị đến năm 2020 đây, 2020 đây, thì nó sẽ dao động từ khoảng 1,4 triệu đến 1,5 triệu trên một lạng mọi người nhé. Tức là dao động khoảng từ 1,4 triệu đến 1,5 triệu trên một lạng. Và mỗi cặp khi trang trại cắt nó sẽ dao động khoảng từ 5 lạng đến tầm khoảng 1,3 cân. Đấy, mình sẽ cập nhật cái giá cho các anh chị cô chú bác nào mà lần đầu tiên tìm hiểu đến nhung hiêu thì sẽ biết về cái giá để chúng ta tham khảo. Thì cái nhung hiêu này, cái bản chất của nó mọi người hiểu thì nó là cái dạng sừng non của con hiêu đực. Đấy, dạng sừng non của con hiêu đực. Cái lúc mà cái dương tính của nó tăng ấy, thì bắt đầu nó bật nắp để nó mọc sừng. Bật nắp để mọc sừng thì trong khoảng từ lúc nó bật nắp đến lúc trang trại cắt là dao động 45 ngày là trang trại sẽ cắt. Thì tùy con nào cái dương tính tốt thì nó sẽ dao động từ cho các cặp từ 5 lạng tầm khoảng 1,3 cân, 1,4 cân, có thể lên 1,5 cân. Đấy, thì những cái cặp nhung hơn 1 cân này thì thực chất là rất là ít, thi thoảng trang trại cắt mới có. Và cũng dành cho những cái khách nào mà muốn ngâm những cái bình rượu ấy, cái bình rượu lớn để vừa sử dụng tăng cường sức khỏe này, vừa sử dụng để gọi là nâng cao cái sức khỏe về sinh lý lại, vừa để cho gọi là gì, để trưng bày, tức là để trưng bày, để chơi, người ta gọi là để chơi. Nhiều anh biết và thích ngâm rượu thì những cái cặp nhung này ngâm những cái bình rượu rất là đẹp, rất là ưng ý.
Thì về bản chất thì cái nhung hươu này nó có tiếng từ xưa rồi, nó rất là tốt cho sức khỏe luôn, nó không còn bàn cãi gì nữa, nó không còn cần phải chứng minh gì nữa, thực tế đã chứng minh rất nhiều rồi là nhung hươu là rất là tốt cho sức khỏe mọi người ạ. À, ngoài thanh niên nam giới ra thì người già trẻ nhỏ cũng rất là tốt mọi người nhé, rất là hiệu quả luôn. Và cái sản phẩm nhung hươu tươi của trang trại khi cung cấp ra thì trang trại chỉ cung cấp tươi nguyên cặp như thế này thôi, cắt ra và gửi nguyên cặp như thế này về, mọi người là tự tay mọi người chế biến, mọi người sử dụng, nên là mọi người yên tâm tuyệt đối về chất lượng, yên tâm tuyệt đối về chất lượng. Trước đây thì trang trại có sơ chế chế biến trước đấy, nhưng mà hiện tại thì trang trại sẽ không chế biến trước nữa, mà chỉ chuyển nguyên cặp tươi như thế này về, hướng dẫn mọi người là tự chế biến ở nhà, nên mọi người yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng của sản phẩm mọi người nhé, yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng của sản phẩm đấy. Này mình nói nhầm, những cặp nhung này là chuyển về cho anh Quyền chứ không phải anh Dũng, nhầm tên khách đấy, là anh Quyền ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đấy, anh dặn trang trại từ hai tuần trước là có cặp to nào thì gửi cho anh xem, thì khi có cặp hơn 1 cân này, không phải lúc nào có, thi thoảng mới có, thì cắt thì trang trại có cái loại mà từ tầm khoảng 7-8 lạng lại rất là nhiều, tầm đấy lại rất là nhiều, nhưng cặp hơn 1 cân thì thi thoảng là con nào mà dương tính khỏe mạnh thì nó mới cho được cặp hơn 1 cân thôi đấy. Cặp nhung này rất đẹp luôn, mình cầm cũng rất là thích luôn. Nuôi được nói chung là thi thoảng những con hươu, và những con hươu này trang trại là sẽ để phôi giống cho mọi người này, để gây giống ấy. Đấy, rất là tuyệt vời, cặp nhung rất là tuyệt vời nhé. Thì cái nhung hươu này thì mọi người thắc mắc là khi vận chuyển như thế nào ấy, thì trang trại là có thể vận chuyển toàn quốc mọi người nhé, cái nhung hươu này trang trại vận chuyển toàn quốc luôn đấy. Và gửi những cái khu vực thành phố thì chỉ 1-2 ngày là có thể nhận được. Và trong quá trình vận chuyển thì trang trại vẫn có giữ lạnh cho nhung, nên là đảm bảo là cái chất lượng này sẽ tốt nhất khi đến nơi. Đấy. Các anh chị, cô chú bác nào mà có nhu cầu mua nhung hươu tươi ấy, cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này, trang trại là sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người. Hoặc là hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159, trang trại sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người. Cả hai cái số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo, nên mọi người có thể add Zalo để trang trại tư vấn được kỹ hơn. Cái sản phẩm nhung hươu này thì mọi người yên tâm tuyệt đối, thì trang trại khi cung cấp ra là sẽ trước khi mọi người dùng sẽ để cho mọi người yên tâm tuyệt đối. Tại vì mình có đặt niềm tin, mình tin tưởng mình sử dụng thì nó cũng tốt hơn là khi sử dụng một cái sản phẩm chúng ta vẫn cứ hoài nghi nọ kia. Đấy. Trước thì đây là cái sản phẩm rượu ngâm này, là không phải trang trại ngâm sẵn mọi người nhé. Đây là cái sản phẩm mà khách nhờ trang trại ngâm hộ, chứ trang trại không hề ngâm sẵn. Trước đây thì trang trại có làm những cái sản phẩm sẵn để bán, nhưng hiện tại là chỉ cung cấp nguyên cặp tươi như thế này thôi, nguyên cặp tươi này về, hướng dẫn mọi người là tự tay mọi người chế biến ở nhà, nên mọi người yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng sản phẩm, yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng sản phẩm đấy. Và cái sản phẩm mà nguyên cặp tươi này về nó còn nguyên lông nguyên huyết thế này, vết cắt ra thì tí nữa mình chưa bọc, tí nữa sẽ bọc nguyên lông lại trong quá trình vận chuyển để giữ nước huyết không bị chảy ra đấy, sẽ vận chuyển nguyên này về, hướng dẫn mọi người tự tay mọi người chế biến thì mọi người sẽ yên tâm tuyệt đối về chất lượng. Và hai nữa, cái sản phẩm sức khỏe thì mọi người có thể theo dõi cái kênh YouTube này của trang trại. Trang trại là đăng tải rất nhiều rồi. Nếu như mà bản thân của trang trại mà không đặt cái chữ tín và cái chữ tâm lên đầu khi phát triển cái sản phẩm nhung hươu mà nó về cái sức khỏe nó lớn như thế này ấy, thì sẽ không tồn tại được lâu đâu mọi người. Đặc biệt là cái sản phẩm nhung hươu này ra thị trường không phải các anh chị bình thường sử dụng. Đa phần là rất nhiều các anh chị là cũng gọi là thứ nhất là cũng về mặt kinh tế cũng khá là đấy, và về mặt bộ ngoại giao cũng rất là rộng. Nếu mà trang trại mà làm có một cái vấn đề gì về uy tín thất đức hay làm cái gì ấy, thì sẽ không bao giờ tồn tại được lâu, nên mọi người phải hiểu điều như vậy. Nên là cái sản phẩm của trang trại khi cung cấp ra là
đặt chữ tâm và chữ tín lên hàng đầu. Và cái lượng khách hàng quay lại của trang trại đa phần là các anh chị đã từng dùng, các cô chú bác đã dùng rồi và giới thiệu, tiếp tục giới thiệu đến trang trại là nhiều. Đấy. Thì video hôm nay chủ yếu cập nhật một số thông tin đến cho mọi người vậy. Cái nếu như cái giá như hôm nay ấy, giá như hôm nay thì hiện tại trên thị trường nó dao động từ 950.000 đến 1.1 triệu mọi người nhé, một lạng. Đấy, dao động như thế thì mình cập nhật luôn. Thì video cập nhật giá và một số thông tin đến từ trang trại đến mọi người thế này thôi. Hôm nay là nói video nó không phải là một chủ đề nhất định gì cả. Cảm ơn mọi người đã đón xem video và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Để ủng hộ trang trại thì mọi người vui lòng ấn đăng ký kênh và cái nút biểu tượng là chuông ở bên cạnh nhé. Có cái nút chuông bên cạnh, mọi người ấn vào cái nút đấy. Để trang trại là thường xuyên cập nhật những video mới nhất thì mọi người sẽ là người đầu tiên xem được video của trang trại. Xin chào tất cả mọi người.